Ký giấy từ mặt. Có chuyện gì xảy ra mà ầm ĩ thế chứ? Ở đâu ra cái thói chơi tiệm nết không trả tiền hả? Hai bố con nhà kia. Ừ, xin anh thương thương cho tôi vài bữa rồi tôi về quê gom tiền trả anh. Anh nói hay ha. Đây là lần thứ mấy anh hứa với tôi rồi? Ôi trời ạ, thanh niên ham chơi đã đành, đằng này anh là người lớn mà lại hùa theo bọn trẻ chơi bời lêu lỏng, lại còn định quỵt tiền. Như thế thì còn dạy bảo con cái làm sao được chứ? Hay hỏng thật rồi. Thôi thôi thôi, mọi người nói nhiều với hai cái người này làm gì không biết nữa. Cứ gọi công an gô cổ vào là sợ xanh mắt rái mà. Cho chừa cái thói quỵt tiền đi. Bác ơi, cho hai bố con cháu khất tiền nết nốt lần này được không ạ? Ha ha, lại còn xin khất. Định khất đến bao giờ đây hả? Thôi, không nói nhiều nữa, mọi chuyện lên công an giải quyết đi. Hai bố con họ chơi nét ở tiệm của tôi mà định quỵt không trả tiền. Mong anh hãy giải quyết cho tôi trường hợp này. Chứ buôn bán đâu phải dễ dàng gì. Mà ai đến chơi cũng quỵt tiền thì tôi biết sống làm sao đây? Anh cứ bình tĩnh để tôi hỏi họ cho rõ ngọn ngành cái đã. Thế hai bố con anh tại sao lại đi chơi mà không trả tiền? Bây giờ đề nghị hai bố con anh cùng tương trình lại toàn bộ sự việc vào đây. Duy Tùng là tôi. Sinh ra và lớn lên ở một miền quê thuần nông. Do không đậu đại học nên tôi quyết định lên thành phố để học nghề tại trung tâm đào tạo tin học. Cố lên con, gắng học nghề cho giỏi, mai sau trở thành kỹ sư tin học con nha. Vâng ạ, con sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng bố. Bố yên tâm ạ. Ôi trời ơi, sao nghề này toàn những thao tác khô khan, tẻ nhạt dữ vậy? Mình buồn ngủ quá đi mất. Bây giờ ngủ một giấc cái đã. Ê, hay là tụi mình cúp học ra quán net gần đây chơi đi. Nhưng mà tiếc sao là đến giờ thầy Nam rồi. Thầy nổi tiếng khó tính lắm đấy. Ôi trời ơi, sợ gì chứ, đi có một lúc để giải trí thôi. Với lại tớ cũng chưa biết chơi game bao giờ. Cứ thử đi với tụi tớ một lần coi như mở mang tầm mắt. Không ngờ chỉ sau một lần buông thả bỏ học theo các bạn chơi game mà những tiết học sau tôi liên tục khiến các thầy cô phải phiền lòng. Ngồi chơi ở đây thật là thoải mái quá đi. Quán ơi, cho bát mì tôm với steam dâu đi. Có ngay đây. Tôi không hề biết chuyện con tôi học hành chểnh mảng. Cho tới một hôm tôi thu xếp đồ xuống thành phố thăm cháu. Mình nhớ không nhầm thì nhà ông bạn thân của mình cũng gần khu vực này thôi. Giờ này thằng Tùng cũng đang học, đến phòng trọ cũng buồn. Hay là mình ghé qua thăm hỏi bác ấy xem có khỏe không mới được. Cố lên, thằng nốt đối thủ này là vào chung kết rồi. Yeah, chơi hay quá. Chơi hay quá, cố lên. Không hiểu đằng kia có cái gì mà âm ỉ vậy. Người chơi đông vui quá. Sao toàn học sinh, sinh viên thế này chứ? Nhẽ ra giờ này phải đến trường học đi rồi chứ. Đứa trẻ bây giờ ham chơi quá, không chịu lo học hành gì hết. Thật đáng thương cho những phụ huynh có con em ham chơi như thế này mà. Hình như là mình có nhìn nhầm không? Có thể chứ, cầm bốc xuất vào chung kết rồi. Yeah, thắng rồi. Nhẽ ra giờ này nó phải đang ở trường học nghề rồi chứ. Hay có khi học hành căng thẳng quá, thằng bé giải trí một hôm thôi. Alo, vâng, đúng rồi, tôi là phụ huynh Tùng đây. Vâng, tôi là giáo vụ của trung tâm. Chúng tôi muốn mời phụ huynh em Tùng lên họp để phụ huynh nắm được việc Tùng thường xuyên bỏ học. Vâng, tôi sẽ về hỏi hàng cháu rồi bảo cháu đi học đầy đủ ạ. Cảm ơn cô. Ba, sao ba lại lên đây giờ này? Sao ba biết con đang ở đây? Con trai của bố chơi game giỏi phết ha. Có phải con thường xuyên chơi không? Con con không phải sợ sệt gì. Chơi game cũng là giải trí thôi phải không nào? Hay là khi nào có thời gian hãy dạy bố chơi game với nha. Vâng,
Con không ngờ bố cũng cập nhật xu thế mới của tụi trẻ nhanh thế. Hay là bố ngồi xuống con chạy bố chơi game luôn nha. Được, con hướng dẫn ba tỉ mỉ nha. Vâng, ba yên tâm. Sau khoảng 3 phút, tôi cùng cậu con trai của mình đã chìm đắm trong thế giới ảo trong game. Từ ngày biết chơi game, mỗi lần đến thăm, tôi cùng cháu đều ngồi lì ở tiệm nét ruột. Thậm chí tôi còn mang tiền sinh hoạt cho cháu để nướng vào quán game. Trời đất ơi, bố chơi càng ngày càng giỏi như thế này, giờ con không phải là đối thủ của bố nữa rồi. Còn quá khen, bố chơi cũng bình thường thôi mà. Đây, tiền bán lợn của ông bà đây. Lứa sao đến kỳ lại gọi tôi nha. Sao thằng Tùng nhà mình dạo này nộp tiền học liên tục thế nhỉ? Mới 2 tuần trước tôi gửi 2 triệu mà giờ lại 2 triệu nữa. Còn nó học hành trên thành phố, mình phải đầu tư chứ. Và thế là từ sáng đến chiều tối, hai bố con cháu chơi với nhau đến quên hết cả xung quanh. Tôi không ngờ do tôi rủ rê mà có ngày bố tôi lại ham mê game đến thế. Chủ quán ơi, thanh toán tiền nét cho hai bố con cháu với ạ. À, đây đây, của hai bố con hết 300.000. Cậu sướng thật, có bố chi tiền thế này cứ chi tiêu thoải mái. Lần đầu tiên tôi thấy có người bố xì tin thế này đấy. Ờ, hôm nay cũng tối rồi, hai bố ở lại chơi đến sáng mai rồi về nha. Ừ, lúa cũng mới gặt xong, về nhà cũng chưa có việc gì, để bố ở lại, mai chơi vài trận nữa rồi về. Nhưng mà con hết nhẵn tiền sinh hoạt rồi, bố còn đồng nào không? Thì tiền sinh hoạt của mày bố đưa cho cả rồi. Không ngờ chơi có mấy trận mà hết tiền nhanh thật đấy. Lo gì, mai ghi sổ rồi mình trả sau. Bố còn anh nợ 1 triệu rồi đấy, nhanh mà thu xếp trả tôi đi. Dạ thưa chú, toàn bộ sự việc hai bố con cháu đã ghi hết ở trong này rồi, mong chú xem xét và giảm nhẹ tội cho hai bố con cháu ạ. Ừ, mong anh thông cảm, thằng bé còn trẻ, tương lai còn ở phía trước, xin các anh xem xét, bố con tôi đã hối hận lắm rồi. Bố ơi bố, con xin lỗi bố nhiều lắm. Con không nên đua đòi bạn bè ăn chơi thế này. Con không nên rủ bố chơi game. Con hại bố mất rồi. Bố mẹ sẽ nhục nhã trước mặt nhiều người vì đứa con hư hỏng này. Chúng ta hạ màn được rồi anh Quang. Anh thắng rồi ha. Cậu bé cũng biết lỗi rồi. Chuyện là thế nào ạ? Con à, con đã thấy được hậu quả của việc mãi mê chơi game chưa? Bố đã bí mật nhờ bác Khôi, chính là chủ tiệm net này và cũng là bạn thân lâu năm của bố, cùng diễn một vở kịch. May mà bác Khôi quen với bác Thắng ở đồn công an nữa, nên chúng ta cùng hợp sức muốn dạy con một bài học nhớ đời đấy. Ừ, trời ơi, không ngờ thằng bé lại đổ đốn thế này rồi. Kia chẳng phải là... ông Quang, lâu lắm rồi mới gặp ông. Dạo này ông khỏe không? Trời ơi ông Khôi, tôi đang định đến thăm ông mà lại có chuyện. Có chuyện gì mà ông căng thẳng thế? Mời ông vào quán net kia chơi, rồi có gì mình tâm sự. Lâu lắm rồi bọn mình không hàn huyên rồi. Trời ơi ông Khôi, hóa ra ông mở tiệm net này à. Ông Khôi ơi, thằng con trai tôi nó đang chơi game ở tiệm net của ông. Nó dám bỏ học nghề để đi chơi đấy ông ạ. À, chuyện này chắc đã xảy ra thường xuyên. Tôi bật căng lên sợ nó bỏ học mất. Ông có cách nào giúp tôi dạy bảo nó với? Giờ thì con đã hiểu chưa? Bố phải làm như thế này để con biết rằng hậu quả của việc bỏ học đi chơi game là như thế nào. Dần dần con không chỉ mất những thứ như tiền bạc, danh dự, mà đến cả bản thân mình đấy con ạ. À, nếu như hôm nay chủ quán net không phải bạn của bố và không có bố ở bên cạnh con, thì liệu con sẽ như thế nào đây? Con xin lỗi bố nhiều lắm. Con xin hứa từ nay sẽ học nghề thật tốt.
và không bao giờ lặp lại những sai lầm này để bố phải xấu hổ nữa đâu ạ. À, cháu nhận ra sớm thế này là còn kịp, đừng làm bố mẹ mình thất vọng nữa nha. Đúng là gừng càng già càng cay, các ông không lên lớp thằng bé mà muốn dùng cách này để tự cho thằng bé hiểu ra. Một năm sau, đúng như lời hứa của người con hứa với bố mình, cậu ấy đã thực sự trở thành một kỹ sư tin học đúng như mơ ước của bố cậu. Bây giờ có bố mà tôi đã đi lại đúng con đường của mình. Ngày ấy, nếu bố không dám vào vai một người bố nghiện game cho tôi tự trải nghiệm hậu quả của mình, thì có lẽ tôi đã trượt dài bởi những thói xấu của mình. Món nợ ân tình. Ngày xưa, ngày xưa, có chàng học trò nghèo mồ côi nhưng vô cùng sáng dạ. Chàng được vị danh y nổi tiếng thời đó nhận làm đồ đệ. Khi đã được truyền dạy cho hết những bài thuốc quý gia truyền, chàng đã xin thầy được về lại quê cũ để cứu người. Có phải đây là nhà thầy thuốc Văn không ạ? Tôi là Văn đây, cô cần gì? Chẳng là cha tôi bị ốm đã lâu mà thuốc thang bao nhiêu cũng không khỏi. Nghe tiếng danh y Cao Lộc đã lâu, nhưng nhà chỉ có hai cha con nên tôi chưa thể đi tìm danh y nhờ giúp được. Này, tôi nghe nói anh là học trò của danh y Cao Lộc mới về làng, nên bạn phép đến đây nhờ anh giúp đỡ ạ. Được rồi, vậy tôi sẽ thăm bệnh cha cô. Hiện cha cô mang căn bệnh hiếm gặp, thêm việc mạch của ông không ổn định nên người mắc bệnh sẽ dễ tiên đoán nhầm, và căn bệnh này nếu không chữa trị kịp thời thì sẽ rất nguy hiểm. Xin thầy thuốc cứu tôi với, có phải đánh đổi thứ gì trên đời để được thoạt mãn thì tôi cũng xin cam lòng. Xin ông cứ bình tĩnh đã. Vậy căn bệnh này phải xử trí làm sao thưa thầy? Căn bệnh này cho đến nay thật sự chưa có mấy người mắc và chữa trị thành công, nên tôi không dám chắc điều gì. Nhưng nếu dùng nhân sâm ở núi Hàm An thường xuyên thì trước mắt có thể cầm cự được, và nếu nội tiết của cơ thể người bệnh hợp với sâm thì cơ may có thể khỏi. Vậy xin hãy thuốc bán cho tôi loại sâm ấy đi. Thật ra thì loại sâm đó mỗi năm chỉ có thể thấy một lần vào đầu mùa hạ, còn đường đến núi Hàm An thì quá xa xôi trắc trở. Tôi thì học ở danh y Cao Đồng đã lâu, trời ơi, thế chẳng phải cái mạng tôi bây giờ hết đường cứu rồi sao? Con sẽ đi tìm loại sâm đó về cho cha. Ôi con ơi, con đi như vậy thì cha ở nhà phải tính sao? Cha thà chữa bệnh còn hơn. Chỉ cần có một tia hy vọng để cứu được cha thì con cũng xin nguyện hết lòng đền đáp ơn sinh thành này. Không, không con ơi. Nếu vậy con nhớ định ở nhà để chăm lo cho cha đi. Tôi cũng sắp lên núi đi lấy lá thuốc, nhân đó tôi sẽ đi tìm loại sâm ấy xem sao. Thầy thuốc sẽ đi tìm sâm ư? Thầy thuốc ơi, nhất định thầy phải tìm thấy loại sâm ấy, nhất định đừng bỏ mặc tôi nha. Vâng, tôi sẽ cố gắng. Cảm ơn thầy. Còn việc tìm loại sâm quý thì xin thầy giúp đỡ, chứ tuyệt đối đừng vì cha con tôi mà liều mạng nha. Tôi biết rồi. Thời gian sau. Ôi da, đau quá, mệt quá, chết mất thôi. Chút vào đây cha. Cha không nuốt được đâu. Cha
chết mất thôi. Thầy thuốc kia thật nhẫn tâm khi bỏ đi biệt tâm. Cha bị bỏ mặc đến chết mất thôi. Cha, sao cha lại nói như vậy? Người tìm sanh cho cha, thầy thuốc giờ cũng chưa biết sống chết thế nào, mà sao cha lại nói như vậy được chứ? Ông Phú, thầy thuốc, thầy về rồi. Đây là loại thuốc từ những sâm hàm ăn, mỗi ngày ông uống một chén nha. Tôi cảm ơn thầy thuốc, tôi biết thầy thuốc sẽ không bỏ mặc tôi mà. Thật hay quá. Thầy bị thương à? Là tôi bất cẩn không biết lấy sao nên trượt chân ngã, nhưng không sao đâu, may mà vẫn trở về được. Thời gian sau. Cảm ơn thầy, đây là chút đồ ăn tôi tự tay chuẩn bị, xin thầy thuốc đừng chê. Thật ngại quá. Thời gian thấm thoát, nhờ có Văn không quản ngại khó khăn đi lấy loại sâm quý về, mà căn bệnh hiểm ác của cha Nết dần được đẩy lùi lại. Và cũng qua thời gian tiếp xúc, cả hai dần từ quý mến, ngưỡng mộ thành tương tư thầm nhớ nhau. Và rồi Nết và Văn đã nguyện cùng kết tóc xe duyên. Văn tìm bà mối mát tay nhất làng đến thư chuyện cùng nhà Nết. À, tôi xin lỗi, lễ này tôi không có nhận được. Ít ra ông cũng nên niệm tình đôi trẻ, chúng nó nặng tình nặng vỡ với nhau. Giờ dù có khó khăn vất vả, nhưng tương lai phía trước thì chưa thể nói trước được gì. Cậu Văn đây lại là người thông minh, hay chữ hay nghĩa. Nhìn tướng cậu ấy là có thể chắc chắn chỉ nay mai thôi, chúng nó sẽ có của ăn của để đầy nhà cho mà coi. Vâng, tôi nào có dám chê gì cậu Văn đây. Chẳng qua là con gái tôi ngốc nghếch và hay dột, chẳng thể bị được với cậu ấy, nên tôi mới không dám nhận lễ vật này. Cha ơi, chẳng phải hôm qua cha nói sẽ cân nhắc cơ mà. Chàng ấy là người tốt, và chẳng phải chàng ấy đã chữa khỏi bệnh cho cha đấy sao? Con phiền phức quá đi. Thôi giờ thế này đi, nếu lễ vật là 100 lượng vàng thì ta mới đồng ý gả con gái, không thì thôi. Chàng ấy không thể nào kiếm đâu ra được 100 lượng vàng, chỉ bằng mình bán hết đồ trang sức lẫn gấm vóc đi thì... Hả? Con vừa nói cái gì? Con định bán đồ trang sức và gấm vóc đi để lấy 100 lượng vàng giúp thằng đó ư? Trời đất ơi, con không hiểu là cha ra điều kiện như vậy chỉ là để nó yên phận ra về à? Con hãy quên ngay nó đi. Cha đã nhận sinh lễ của nhà ông Tý đầu làng rồi, con biết chưa? Cha, cha không thể làm như thế được. Con với chàng Văn nặng tình nặng nghĩa với nhau, mà chẳng phải chàng ấy đã không quản ngại thời gian khó khăn đi tìm thuốc chữa bệnh cho cha đó hay sao? Cha quên hết rồi hả cha? Con ơi là con, sao con ngốc thế? Đó là thầy thuốc thì phải chữa khỏi bệnh cho người bệnh là đúng rồi. Còn loại nhân sâm quý hiếm kia thì ai biết nó có thật hay không? Nhỡ đầu nó bịa ra để lấy lòng con thì sao? Con bị nó lừa rồi con à? Không được cha, cha đừng nghĩ xấu về chàng ấy. Nếu không phải là chàng, con không kết duyên cùng ai hết. Con phải trả cái. Cha mày nói mà mày không nghe thì cút đi với nó đi. Xem tự thân hai đứa mày có kiếm được 100 lượng vàng không, rồi hãy trở về. Ơi, đúng là đúng lúc mà. Cha nói thì không nghe, nhà giàu có thì không thích, lại đi thích cái thằng thuốc nghèo kiết xác đó. Chắc nó chỉ chạy đi một lúc rồi về xin lỗi thôi đấy mà. Sẽ hiểu lòng con đúng không mẹ? Ân tình của chàng ấy không thể mang của cải ra so đo được. Nhưng nếu đó là cách duy nhất, con xin phép mẹ cho con được mang chiếc trời.
cũng là lần cuối cùng ông Phú nhìn thấy con. Văn quá đau đớn trước sự ra đi bất ngờ của Nết nên cũng rời khỏi ngôi làng. Chỉ một thời gian sau, không còn thuốc của Văn khiến căn bệnh của ông Phú phát tác, không thể cứu chữa và ông phải chịu cảnh cô đơn đau đớn một mình. Bất lực nhìn cái chết đến dần, ông Phú đau đớn tột cùng khi hiểu được lúc này dù 100 lượng vàng cũng chẳng thể cứu được mạng của ông, và 100 lượng vàng lúc này cũng không mang con gái ông trở lại, còn ơn cứu mạng của Văn thì ông mãi mang theo không trả nổi. Lựa chọn sinh tử. Ở thị trấn nhỏ Oostenrijk của Nam Phi có một đôi vợ chồng nọ, người chồng tên Rob, còn người vợ tên Helen. Rob làm việc trong một nông trại ở phía bắc của thị trấn. Hàng ngày anh đều ra khỏi nhà từ rất sớm và muộn mới trở về. Vợ anh thì đang mang thai nên ở nhà nghỉ ngơi làm việc nhà. Hôm đó như thường lệ, Rob lái chiếc xe Jeep ra khỏi nhà để đi làm. Nông trại cách nhà anh hơn 50 km. Trên đường đi phải đi qua một đoạn đường núi khá dài. Đoạn đường núi này gập ghềnh khó đi, xung quanh lại không có nhà dân, rất vắng vẻ heo hút. À, Rob, lâu rồi không gặp vợ anh đi làm cùng nhỉ? Dạo này vợ anh vẫn khỏe chứ? Cô ấy sắp sinh chưa? Cô ấy đang mang bầu ở tuần thứ 35, chỉ vài tuần nữa là sinh thôi cô Jen ạ. Bụng cô ấy cũng to hơn nhiều, đi lại cũng khó khăn hơn, nên tôi để cô ấy ở nhà nghỉ ngơi rồi. Ồ vậy hả? Chúc mừng anh sắp được lên chức bố nha. Cảm ơn chị. Thời gian này á, anh phải để ý chăm sóc cô ấy cẩn thận nha chưa. Phụ nữ mang thai lần đầu còn chưa có kinh nghiệm, chắc hẳn sẽ bỡ ngỡ và vất vả hơn nhiều người đã sinh con như chúng tôi. Vâng, tôi sẽ lưu ý, mong là mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Alo, Helen à, anh nghe đi. Bỗng dưng em thấy đau dữ dội quá anh ơi. Bụng em cứ co thắt lại, em sợ là mình sẽ sinh non mất. Em bình tĩnh, em đừng lo lắng quá. Bác sĩ dự đoán còn vài tuần nữa mới sinh cơ mà. Em cứ ngồi xuống và hít thở đều đều nha. Anh sẽ về với em ngay bây giờ. Troga, có chuyện gì mà sắc mặt anh hốt hoảng như vậy? Vợ tôi, cô ấy vừa gọi điện thoại báo đang trở dạ. Mà nhà tôi thì ở trong một thung lũng rất hẻo lánh, hàng xóm thì không có ai ở nhà. Tôi vẫn cứ chủ quan, không nghĩ cô ấy trở dạ vào ngày hôm nay. Anh đừng có cuốn quá, phụ nữ trở dạ thì nhanh cũng phải mất vài tiếng mới sinh được. Lần trước Helen đi kiểm tra, bác sĩ đoán nhiều khả năng cô ấy sẽ sinh non, không ngờ còn cách ngày dự sinh hơn một tháng. Mà lời bác sĩ nói đã ứng nghiệm rồi, vậy nên tôi thấy lo lắng quá. Xin lỗi, cầm tiền xăng giúp tôi với. Chọc à, lúc này thời gian chính là sinh mạng, nhưng anh vẫn phải lái xe an toàn đó nha. Dạ, tôi biết rồi, cảm ơn chị. Helen, em hãy cố gắng thêm một chút nữa nha. Anh chỉ còn cách nhà 10 km nữa thôi. Anh về ngay nha. Em đau quá. Anh muốn chết hay sao? Mày chạy ra giữa đường thế. Tôi mà không phanh kịp là anh mất mạng rồi đấy. Cậu chúa, xin anh hãy cứu lấy con trai tôi. Xe của chúng tôi xảy ra tai nạn, thằng bé đang bị thương rất nặng. Tôi không còn cách nào nữa rồi. Thật lòng tôi cũng rất muốn giúp anh, nhưng hiện tại tôi có việc gấp, rất cần phải về nhà ngay bây giờ. Anh nhờ xe khác có được không? Anh làm gì vậy? Mau đứng dậy đi. Tôi quỳ gối cầu xin anh hãy cứu lấy thằng bé đi. Nó đang chảy rất nhiều máu, e rằng nội tạng cũng bị thương rất nặng rồi. Vậy con trai ông đang ở đâu? Con ơi, tỉnh lại đi, có người đến giúp con rồi. Xin anh hãy cứu lấy thằng bé, nó đang giật lạnh đi rồi. Bây giờ chỉ có anh mới có thể cứu nó thôi. Nếu còn chậm trễ hơn nữa, Con tôi sẽ chết mất. Cháu bị thương nặng quá, anh đã gọi cấp cứu chưa? Tôi gọi rồi, nhưng đợi xe từ bệnh viện đến rồi quay về sẽ mất gấp đôi thời gian, thằng bé sẽ nguy mất.
chúng tôi đã cố gắng sơ cứu cho cháu rồi, nhưng nó bị thương quá nặng. Vợ tôi đã phải đi bộ quanh đây tìm người giúp đỡ, không biết có tìm được ai không nữa. Quanh vùng này làm gì có người sống, ngôi làng gần nhất là nơi tôi ở, cũng phải cách đây 10 km. Ban ngày mọi người đều đi làm ở trong mỏ, giờ này không có ai ở nhà đâu. Ngôi nhà gần nhất là nhà anh sao? Đúng vậy, và cũng chỉ có tôi là người duy nhất có chiếc xe chết này thôi. Vậy thì vợ tôi, cô ấy đi bộ bấy nhiêu cây số, cũng làm sao tìm được ai cứu giúp chứ. Chỉ còn duy nhất anh có thể cứu được con tôi thôi. Xin hãy cứu thằng bé với. Con ơi, con cố gắng lên con trai. Nếu từ đây đến bệnh viện tầm 20 km, mình sẽ đi thật nhanh rồi quay về với Helen ngay. Thằng bé bị thương nặng quá rồi, nếu không được cấp cứu thì nó sẽ nguy mất. Mau đưa thằng bé lên xe đi, giờ tôi sẽ đưa cháu tới bệnh viện, không thể chần chừ thêm được nữa. Em yêu, em cố gắng đợi anh một lát nha. Anh sẽ về ngay bây giờ. Em còn đau nhiều không? Có. Em đau quá. Không biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu nữa. Em sợ lắm. Em à, em cố lên, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh sẽ về với em nhanh nhất có thể. Tôi là Anthony. Tôi xin lỗi. Có lẽ việc của anh cũng rất gấp, vì tôi mà anh... Anh xin lỗi, Helen. Cậu bé ấy đang nằm chờ chết. Anh không thể nào để một sinh mạng chết ngay trước mặt anh được. Cả đời anh sẽ hối hận vô cùng khi mình đã không đưa tay ra cứu lấy họ. Em cố chịu đau một chút nha. Anh sẽ về ngay thôi. Cầu trời cho em được bình an. Cả đời anh sẽ hối hận vô cùng khi mình đã không đưa tay ra cứu lấy họ. Em cố chịu đau một chút nha. Anh sẽ về ngay thôi. Cấp cứu đi, cháu bé đang bị thương rất nặng. Giờ tôi phải đi ngay. Anh ở lại làm thủ tục nhập viện và trông nom cháu bé nha. Chúc cháu tai qua nạn khỏi. Anh ấy quả là một người tốt. Bố con tôi biết lấy gì để đền đáp ơn nghĩa này đây. Helen, em sao rồi? Trời, em ơi. Helen, em làm sao vậy? Helen, em nói gì đi chứ, đừng làm anh sợ mà. Làm ơn, hãy có ai đó nghe máy đi. Helen, đừng im lặng như vậy. Anh xin lỗi, anh không thể làm khác với lương tâm của mình được. Nhưng với anh, em và con chính là tất cả cuộc sống. Nếu em và con xảy ra chuyện gì, anh sẽ hối hận cả đời mất. Trong ngôi nhà lại im ắng thế này chứ. Helen, em đâu rồi? Helen. Helen, Chúa ơi, em vẫn ở đây. Anh sợ quá, anh cứ tưởng mình đã... Em sao vậy? Trời ơi, anh đã về rồi sao? Em đợi anh mãi, em cứ sợ chẳng được gặp anh bao giờ nữa. Ôi, Helen, anh xin lỗi khi đã về chậm thế này. Anh cứ tưởng anh đã mất hai mẹ con em rồi. Mọi chuyện ổn rồi anh, anh đừng lo mà. May mà có chị ấy. Ai cơ? Anh là chồng của cô ấy đúng không? Hai mẹ con cô ấy đã bình an rồi, anh cứ yên tâm. Tôi phải đi ngay bây giờ đây, không thể chậm trễ hơn được nữa. Anh chăm lo cho hai mẹ con nha. Con trai của tôi, thằng bé bị tai nạn, đang nằm ở dưới vực, cần phải đi cấp cứu gấp. Tôi đang đi tìm người đến cứu giúp đây. Con của chị bị tai nạn sao? Có phải chiếc xe mất phanh lao xuống vực và bố cháu đang ở lại trong cháu không? Đúng vậy, đó là chồng con của tôi. Anh đã gặp họ rồi sao? Vâng, tôi vừa đưa họ tới bệnh viện rồi mới quay lại đây. Có lẽ cháu sẽ không sao đâu.
Ôi thật vậy sao? Lạy Chúa, thằng bé đã được đưa vào viện rồi. Ôi có lẽ nào mọi việc lại trùng hợp như vậy. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh. Nhờ có anh thằng bé đã được cứu sống. Chị không cần cảm ơn tôi, vì tôi cũng đang mang ơn chị rất nhiều mà. Chị đã cứu mạng sống của vợ con tôi. Thực sự tôi cảm thấy mình nợ anh một lời xin lỗi. Người phải nói xin lỗi là tôi mới đúng. Khi anh Tony chặn xe tôi lại và cầu xin sự giúp đỡ, tôi cũng đã do dự. Nhưng cũng như bà, tôi đã không thể làm ngơ trước tình cảnh nguy kịch của người khác. Cảm ơn anh, chọn là thật may mắn khi cuối cùng chúng ta đã cứu được ba mạng người. Mình à, con đã qua cơn nguy kịch rồi. Cũng may là có một người đi đường tốt bụng đã đưa con tới bệnh viện kịp thời. Em đang ở đâu vậy? Em đang ở nhà người tốt bụng mà anh vừa nhắc đến đây nè. Em nói gì lạ vậy? Sao lại có chuyện lạ lùng đó chứ? Chọn là thật may mắn khi cả tôi và anh đã không lựa chọn ngược lại với lương tâm của mình. Chồng tôi vừa gọi điện thông báo tất cả đã bình an hết rồi. Đây là câu chuyện có thật ở thị trấn nhỏ Oslanden, Nam Phi. Đôi vợ chồng sinh em bé ngày hôm đó chính là George, vợ tên Helen. Còn đôi vợ chồng người bác sĩ với đứa trẻ được cứu sống đó chính là ông Anthony và bà Mary. Câu chuyện một lần nữa chứng minh chân lý: chúng ta lương thiện bao nhiêu, trời xanh sẽ hồi báo bấy nhiêu. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.